Tiếp tục test chiếc đồng hồ. Đây gọi là bi quăng các bác nhé. Quăng là nó dùng dây để nó quăng. Chính cái dòng lượt quăng dây này là nó tính gọi là kim dây đấy. Bi quăng này thì báo cáo các bác là em đã giới thiệu cho các bác một vài clip rồi. Hôm nay lại về được một con nữa để giả hàng cho các bác thôi. Các bác lấy bác cứ đặt hàng nhé. Về bởi vì tất cả những mặt hàng này em đều bao được. Dòng này được mạ vàng 4K. Được mạ vàng 4K. Đây em quay gần đây. Đấy, nước mạ nó, nước màu nó như thế này. Chứ còn không biết hiểu tại sao ra đây, ra cái máy này nó lại... Em không muốn chỉnh màu, kệ. Nhưng mà nhìn vào trong máy điện thoại thì nó không vàng như bên ngoài. Bên ngoài nó vàng lắm. Đây, bên ngoài nó vàng như này. Đây, nó như thế này luôn. Nhìn như bây giờ, nhìn như này luôn ở bên ngoài. Nhưng mà khi em đưa cái máy điện thoại xa ra đấy thì nó tự nhiên nó... Cảm giác nó không được vàng, óng. Còn nếu mà cho điện thoại và để xử lý hình ảnh thì không thích. Em không thích quay thế thôi. Còn em chỉ nói là đấy, chất màu vàng thế. Con này được mạ vàng 4K. Thì hôm trước em có về mấy con thì đã chuyển cho các bác và cũng giới thiệu qua rồi. Nhưng mà có một số bác đã nhận hàng về rồi. Và một số bác đang trên hàng, đang trên đường đến. Thì các bác chưa biết cái cách chỉnh. Cái cách chỉnh của con đồng hồ bi quăng này. Con bi quăng này có mức giá là 22 triệu. Tính năng hoạt động của nó thì báo cáo các bác là đây về kích thước nhé. Về kích thước cái bệ con này còn đẹp. Tất cả hàng đẹp hết bác nhé. Con nào số em sẽ báo số như nào. Đây, lau đi. Nó đẹp như mới luôn. Nó thế ngay. Trong này của nó thì em nó có một chiếc chìa khóa để lên cót đây ạ. Lên cót ở đây. Con này các bác lên cót này, hội em như lên ngược này nhá. Đấy. Đấy, lên cót thế cho em nhá. Con này có mức giá là 22 triệu. Về cái kích thước chiều ngang này, nó khoảng độ 35. Đây. Găng tay của em đây. Khoảng 35. Chiều cao này nó khoảng trên 50. Bởi vì là tại sao lại trên 50? Hiện tại chiều cao em đo của cái này nó chỉ tầm 45 thôi. 45 thôi. Nhưng sau cái bệ, sau cái úp kính này, cái kính này là nó có nắp ấy. Nó nắp mở ra. Đây này. Bác úp vào bác mở nắp ra bác lên cót bằng đây cơ. Đấy. Thì bác úp lên thì nó lại nằm ở trên cái bệ này thì khoảng cách này tầm 10 phân nữa. Thì nó lên, nó chiều cao của tổng cái bệ kia nó lên tầm độ trên 50 cm. Đấy, chiều cao bệ. Thế cái cách chỉnh thì em hướng dẫn các bác nhé. Cái thứ nhất, nếu như đồng hồ nó chạy chậm, các bác chú ý em để em hướng dẫn. Một số bác quên hôm qua hôm kia hỏi, nhưng em thật ra em hướng dẫn từ xa các bác, có bác nhanh các bác không. Nếu đồng hồ nó chạy chậm quá thì các bác vặn cái nút trên này nhé. Đây này, các bác nhìn cái nút trên đây chưa? Đây này, cái nút này là cái nút nó quấn cái dây dù này. Đấy, nó chạy chậm quá thì bác lấy cái vặn cái nút này để cho nó cái dây dù này nó quấn ngắn bớt lại. Cái mục đích quấn nhiễu hết rồi. Quấn ngắn bớt lại thì để cái vòng này này. Ví dụ bình thường nó đang quay 5 vòng, nó quấn 5 vòng chẳng hạn. Bây giờ bác quấn ngắn lại thì nó chỉ còn 4 vòng. Thì tức là 4 vòng đấy nó nhả ra thì hai bên 2 năm là 10 thì 10 vòng, bây giờ hai bên là 4, 2 4 là 8 thì nó chỉ còn quấn có 8 vòng nữa thì nó di chuyển nó sẽ nhanh hơn. Đấy. Đấy là căn cái tốc độ quấn của vòng này thì sẽ ra kim dây, được chưa? Còn kim phút thì bác chú ý hộ em nhá. Nhiều bác không biết chỉnh như nào. Cái này bác nhớ này. Bác chỉnh theo chiều kim đồng hồ có nghĩa là bây giờ 15 xong đến 20 nhá. Nên là đang di chuyển, nó đang di chuyển rồi, không nói. Ví dụ bác đang nghe nhìn thấy bây giờ nó đang hiện tại là 6 giờ. 6 giờ 18 phút, được chưa? Đây là 6 giờ này, 18 phút này. Nhưng mà hiện tại là nó lại đang đến tận 7 giờ cơ. Thì bác sẽ xoay cái số phút để cho em nhé. Nên bác xoay theo chiều này, xoay như này nhá. Xoay theo một chiều này, đấy. Xoay thế thì bắt đầu giờ dưới nó chạy, được chưa? Đừng có xoay ngược. Đấy. Bây giờ em chỉnh cho bác là đến 7 giờ chẳng hạn, đúng không? Chỉnh cho bác đến 7 giờ nhé. Đây. 60. Đấy, bây giờ sẽ là 7 giờ được chưa? Đấy, nó sẽ là 7 giờ 00. Không phải giờ nào. Đấy, bác chỉ xoay cái phút bên trên. Không được xoay ngược chiều. 5, 10, 15, 20. Đấy, tiến đến. Đấy là cách em hướng dẫn cho các bác, không về các bác bẻ ngược bẻ xuôi nó gãy mất cá. Chưa? Mà có một số bác hỏi thì biết rồi. Các bác không biết thì bác gọi cho em, đừng làm liều. Hơn 20 triệu chứ không phải ít nhé. Đấy, ok chưa? Đấy, còn về là người trước sau đấy, hàng cũng cực kỳ là đẹp, hàng vẫn đang về cho bác. Còn đang nợ một cái đơn bi sàn 7 đơn, tính cho bây giờ 8 đơn bi sàn của bác, cái do từ tuần trước. Nhưng mà bi sàn nó do họ đưa vào kho đấy bác, bởi vì bây giờ dịch bệnh đấy, họ trở qua biên họ cho vào kho hết, họ cho vào kho thì cái bi sàn nó về đầu tiên em nhận các bác, thì nó lại nằm trong góc trong cùng. Những thằng này nó về sau, nó lại nằm gần ngoài nên là cứ đến thằng này chuyển.
nên là cái lô đầu tiên các bác đợi đi đi sản đợi hộ em nhé, nó nằm trong cùng, bắt buộc phải bốc hết giờ loa đài âm ly rồi bi sàn rồi là nói chung là nhiều lắm, thì lại đến lượt xong mới đến lượt bi sàn đấy. Còn đây là, đây là khung kính, khung kính này là khi chụp vào nó sẽ bảo vệ cái này, bảo vệ cái con đồng hồ này. Thì những cái này các bác cũng không phải lo lắm vì họ thiết kế là rất là thông minh, vô tình nó có vỡ thì các bác chỉ cần vặn vít này, vặn vít các góc này, vặn vít các góc các bác có thể cắt thay kính được, tự thay kính được nhé. Và thay kính theo các kiểu các bác thoải mái, có thích màu gì bác thay màu đấy, được chưa? Đấy. Mức giá thì đã báo là 22 triệu rồi. Đấy. Chưa? Còn hàng thì rất đẹp đây. Nếu mà đúng đây, màu của nó đây ạ. Đây mới là màu chính thức nhìn thực tế ở ngoài. Đây mới là màu chính thức nhìn thực tế ở ngoài. Được chưa? Đấy. Còn đây ạ, hôm qua em có giới thiệu và cho bác mới về con loa dòng này là David gì này. Acoustic này, David Acoustic. Con này đố bác là bê được một con ấy. Một con này phải hai người kênh nhé. Một đôi loa này có mức giá là 26.900.000. Em đã có bản test có giới thiệu cho bác rồi. Này. Em cảm thấy màng nó cứ dính dính tay này. Này. Đấy. Sờ nó cứ dính tay này. Mới họ cho gì mà dính tay lắm. Đấy. À. Chính vì nó dính tay thế nên là nó đang bám vào nhưng mà một số cái đấy đấy, cái xốp mà dính. Con này chiều cao của con này phải cả mét đấy nhỉ. 1 2 3 4 90 thôi. Chiều cao 90. Chiều sâu này, sâu hậu 40. 1 2. Chiều sâu phải gần 50 chứ 40 gì ạ? Cái căng nữa gần 50. Được chưa? Chiều ngang của con loa này tầm 35. Ngang 35. Riêng chiếc một đôi này không nói, nhưng một chiếc này các bác bắt buộc khênh, không một người không thể bê được. Đấy, vừa rồi em giới thiệu cho các bác cách để chỉnh nhé, các bác chú ý hộ em nhé, cách chỉnh. Đấy, cách chỉnh như sao. Những cái này bác về bác dùng chổi này, bác dùng chổi ấy, chổi quét sơn ấy, mua chổi mới vệ sinh đi cho nó bóng sạch. Nói chung là không thì các bác vệ sinh trước đi cho nó sạch hết bụi, có chụp vào để tránh bụi vào nó đẹp. Này, không linh luôn. Được. Các bạn nào có nhu cầu thì cứ đặt nhá, hàng về trả luôn, mua sao vậy? Chiều nay hình như về hai con nữa, nhưng mà trong đó à, còn con đấy, hai con thì còn. Thổi cũng hết bụi này, thổi hết, em thổi hết luôn đấy, sạch luôn rồi. Quý các bác nhá, chú ý chỉnh cái đồng hồ cho em giờ nhá. Bác cứ xoay, ví dụ như bây giờ nó không nằm ở 9 giờ mà nó lại nằm ở tận 6 giờ này. À đây là ví dụ 5 6 7 bây giờ nó lại nằm tận 6 giờ này. Thì bắt buộc các bác phải quay theo chiều này đến tận 6 giờ nhá. Cấm quay ngược lại kim đồng hồ. Cấm quay ngược chiều kim đồng hồ. Quay ngược là không được luôn. Quay ngược hỏng hết đấy. Nhiều lúc các bác thấy ở nó gần như này bác quay ngược để cho giáp ra đây không được luôn nhá. Bắt buộc phải quay 12 tiếng cho chạy đi 12 lần. 12 tiếng để cho nó về vào. Chứ đừng có quay ngược. Nhìn thấy nó gần và thôi cho quay ngược. Mất thời gian không được đâu. Đấy, đây em quay xung quanh này. Nó đẹp rồi anh. Đấy, em nó hoạt động đấy. Thì em quay xuống phía dưới này các bạn sẽ nhìn thấy ngược lên trên nhé. Nó soi gương dưới đây. Bây giờ gọi không cần thiết, đang quay dở bài rồi, không thể nghe được. Alo. Vâng, bắt chuyển vào số tài khoản nào bác nhắn lấy báo cho em đấy, nó quay dở bài á, em trả lời luôn. Vâng, nhắn vào đây hộ em với, nó quay bài. Vâng. Rồi, em xin phép được dừng clip ở đây. Quý vị nào có nhu cầu thì liên hệ số điện thoại là 0911 169 961 hoặc là 0008 222 8 1999.
Thank you.